xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 26 tháng 1 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đầu xuân năm mới, người dân các tỉnh thành miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, chào xuân mới trong tiết trời mưa rét. Hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, nên nơi đây tiếp tục có mưa vào sáng sớm. Sau đó, từ trưa chiều nay, Bắc Bộ thời tiết sẽ khô ráo dần, mưa giảm nhanh chóng nhưng trời sẽ tiếp tục xảy ra rét đậm. Nhiệt độ trưa chiều chỉ từ 15 đến 18 độ ở phía Đông và từ 17 đến 20 độ ở phía Tây. Dự báo trong 3 đến 4 ngày tới, không khí lạnh còn liên tục được bổ sung. Do vậy, Bắc Bộ trời nhiều mây nhưng mưa hầu như là ít có khả năng xảy ra. Trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất, phổ biến từ 10 đến 13 độ. Riêng vùng núi có nơi xuống dưới 10 độ. Do vậy, trong hành trình du xuân, quý vị cần chú ý mặc ấm để đảm bảo sức khỏe. Thưa quý vị, trong những ngày Tết, nếp sống sinh hoạt thường bị đảo lộn cùng với thời tiết rét bất thường khiến sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng nhiều. Những bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp cũng như là cảm, sốt, nhức đầu thường rất dễ xảy ra. Do đó, mỗi bậc cha mẹ cần phải trang bị cho mình những kiến thức cũng như là một số thuốc để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra đối với trẻ. Và để giữ sức khỏe trong những ngày Tết cho bé, quý vị cần chú ý đảm bảo chế độ dinh dưỡng và các bữa ăn trong ngày, hạn chế đến mức thấp nhất việc xáo trộn giấc ngủ để bé ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, không cho bé ăn đồ bánh kẹo, uống nước ngọt có ga để phòng rối loạn tiêu hóa. Cùng với đó thì cần giữ ấm cho trẻ, hạn chế cho trẻ di chuyển nhiều trong điều kiện thời tiết rét đậm. Tiếp tục với tình hình thời tiết miền Trung, đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần kết hợp với điều kiện địa hình, nên dự báo là trong 3 ngày tới, mưa sẽ xảy ra rải rác ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó thì mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi. Nền nhiệt tại miền Trung có xu hướng giảm, trời rét đậm tại Bắc Trung Bộ với nhiệt độ ngày đêm trong khoảng từ 11 đến 19 độ, Trung Trung Bộ ở mức từ 14 cho tới 24 độ. Khu vực các tỉnh còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên chủ yếu là có mưa vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều chỉ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Như vậy, nếu có kế hoạch du xuân đến với miền Trung trong những ngày tới, quý vị và các bạn cũng nên cân nhắc và sắp xếp những lộ trình hợp lý. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ mang thời tiết đặc trưng của mùa khô, phổ biến là không mưa. Nhiệt độ về đêm và sáng tại Tây Nguyên trong khoảng từ 16 đến 19 độ, tại các tỉnh Nam Bộ là từ 23 đến 26 độ. Có ban ngày trời nắng nhiều và độ ẩm giảm thấp, nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là từ 32 cho tới 35 độ. Miền Đông Nam Bộ cục bộ có nơi nắng nóng. Ngoài ra, theo nhận định xa hơn, thời tiết trong tháng 2 tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa và khô hạn. Do vậy, tình trạng hạn và xâm nhập mặn sẽ diễn ra khá gay gắt, nên người dân cần có những biện pháp sử dụng nước ngọt tiết kiệm và hợp lý và có những biện pháp khắc phục xâm nhập mặn hiệu quả. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 1, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ cao nhất ngày từ 17 cho tới 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng từ 15 cho tới 18 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày 27 đến ngày 29 nhiều mây, có mưa rào, trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, có nơi cao hơn. Đến với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Ở phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21 cho tới 24 độ ở phía Bắc và từ 25 cho tới 28 độ ở phía Nam. Khu vực Tây Nguyên từ ngày 27 đến ngày 29 mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày nắng, nhiệt độ ở mức từ 27 cho tới 30 độ. Khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 35 độ, có nơi cao hơn. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 16 cho tới 18 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc ở mức cấp 5 có lúc là cấp 6, biển động nhẹ. Bản tin thời tiết trưa nay, ngày 26 tháng 1, tức mùng 2 Tết Canh Tý xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!